Thầy biết là vào cái đợt thi học kỳ của các bạn làm bài, nói chung là thầy sẽ hạn chế bài tập về nhà, cố gắng là cứ làm mọi thứ ở trên lớp nhé, càng nhiều càng tốt cho nó ổn ha. Rồi, ok, mình bắt đầu đi, sửa bằng cái bài này đầu tiên nhé. Nào, luôn luôn đọc câu hỏi trước nhé. 340 calorie cho một ngày, đi bộ x minute và đạp xe y phút, đúng không? Đi bộ x phút và đạp xe y phút. Thì như vậy trong trường hợp này nó cũng rất là giống những cái bài mà ví dụ như người ta bỏ 50 đô đi chợ và có táo và có lê, xong rồi táo là bao nhiêu, lê là bao nhiêu, cái bút chì là bao nhiêu, cái cục gôm là bao nhiêu, cục tẩy là bao nhiêu nhá. Rồi, thế thì ở đây mình có là cứ 1 phút đi bộ thì là 20 calo, 1 phút đi xe đạp là 35 calo, thì như vậy là mình sẽ có tổng, ok, là 20 nhân x cộng cho 35 nhân y là bằng 340. Nhưng mà đương nhiên người ta sẽ không cho các bạn cái đơn giản là 35x cộng 20x cộng 35 y mà bằng 340, người ta sẽ chuyển vế đổi dấu đi một chút nhá, người ta sẽ chuyển vế đổi dấu ha. Rồi, ok. Nào, chúng ta đi tiếp. Câu số 2. Nói chung là câu đó không có bẫy gì hết, thì là thầy không có ghi chú lại nhá. Rồi, 2G than the predicted value on the line of best fit. Thì như vậy the line of best fit là cái đường chéo này. Những cái điểm nào mà nằm ở phía trên cái đường chéo? À, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì chúng ta có 6 điểm trên cái đường line of best fit, đúng không nào? Đấy. Đấy, phía trên 6 điểm. Câu số 3. Cái nào factor chú ý giúp thầy nhé. Thầy để ok, đề 1. Đấy, đề 1. Thì câu 3 factor là ước, đúng không? Ví dụ như các bạn có cái the largest common factor, bộ số ước số chung lớn nhất, đúng không? Đấy. Và least common multiple, ok, là bộ số chung nhỏ nhất, ước số chung lớn nhất, bộ số chung nhỏ nhất ha. Rồi, các bạn có cái đó. Nào, thì trong trường hợp này cái nào là cái ước của fx? Là sao? Chưa hiểu. Ok, trong trường hợp này các bạn, khi mà các bạn đọc tới khi đọc câu hỏi về ước của phương trình fx thì các bạn cần chú ý giá trị fx. X là cho fx bằng 0. Ok? Tại vì trong trường hợp này khi các bạn nhìn thấy ở đây fx bằng 0 khi mà bằng x bằng 3. Thế thì đồng nghĩa là sao? Đồng nghĩa là gì? Trong trường hợp này phương trình fx phải có dạng, tức là bằng á, phải bằng x trừ 3 nhân cho một cái gì đó. Tại vì chỉ như vậy thì các bạn mới bảo đảm rằng là khi mà x bằng 3, bây giờ tôi đâu có biết fx nó là cái gì. Tôi đâu có biết là cái phần fx nó là làm sao, phương trình bậc 2, bậc 3, bậc 4, bậc 5, bậc 6, bậc 7. Nhưng mà tôi biết là khi mà x bằng 3 thì fx bằng 0. Thì như vậy duy nhất là gì? Chỉ có phương trình fx nằm ở dưới cái dạng này thì mình mới bảo đảm được là cho mọi cái fx, mọi cái phương trình fx thì x bằng 3, fx chắc chắn bằng 0. Đấy. Thế như vậy trong trường hợp này thì các bạn sẽ thấy rằng là gì? Nếu mà fx bằng x trừ 3 nhân một cái gì đó thì có phải là gì? Fx chia hết cho x trừ 3 hay không? Tại vì fx chia cho x trừ 3 thì sẽ bằng nguyên cái đống chấm 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 phía trong này. Mình không biết đó là cái gì. Đó. Thì vậy trong trường hợp này ước số của phương trình fx sẽ là x trừ 3. Các bạn không còn quan tâm đến x bằng 0, fx bằng mấy. Các bạn không còn quan tâm đến x bằng trừ 2, fx bằng 30. Các bạn không quan tâm đến x bằng 5, fx bằng 2. Tất cả những cái số đó được đưa vào đây để tung hỏa mù, để làm cho các bạn rối. Về bản chất của nó, chỉ chú ý tới fx bằng 0 thì x bằng mấy. Như vậy, bạn chia ra, và thôi. À.
Có ai cần thầy giải thích lại câu 3 và nghiệm của phương trình này hay không? Nói thầy nhá. Có ai có thì cứ cứ giơ tay lên nói thầy để thầy giải thích lại nha. Những bạn nào vào sau thầy đang sửa hai cái đề toán này nhá. Ok, thầy đang sửa hai cái đề toán này, em đi qua hôm này ha. Rồi, thầy sẽ cố gắng thầy đi chậm hơn tại vì một số bạn đã nói với thầy góp ý cho thầy Nam là phần toán này thầy Nam đi hơi nhanh. Thành ra rằng là các bạn cứ nói thầy nếu mà câu nào mà thầy giải thích nhanh quá. Rồi, giá trị của S trong hệ phương trình này thì các bạn hoàn toàn có thể bấm máy tính giải phương trình ra đều được. Các bạn cũng có thể đánh vào trong Demos Graph. Ok, Desmos. Ok, để tính cái này ra. À, nào, đương nhiên trong Desmos thì nó lại hơi 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 mệt một cái điểm này. Rồi, để thầy kéo cái Desmos này ra thầy Ok, rồi. Cái gì? Ok. Này là rồi, ok. Ok, để chỉnh lại cái Desmos tí nhé. Chỉnh cái màn hình một chút. Rồi. Bạn nào mà muốn nghe rõ hơn á, kỹ hơn mà vừa có phụ đề á, thì ấn cái nút caption nhé. Ở trên cái màn hình Zoom của các bạn ấy, thì nó sẽ hiện ra một cái phần phụ đề. Thầy nói đến đâu thì nó sẽ có phụ đề tiếng Việt tới đó. Ok, tính năng rất là hiện đại, đúng không? À, cái này mà giống như là bây giờ các bạn đi đến lớp mà giáo viên ở trên lớp giảng bài mà các bạn bây giờ có hôm trước đại học Stanford nó có một cái sản phẩm mới là cái kính á, dành cho người bị điếc á, là chỉ cần đeo kính vào thôi là người ta nói cái gì ở trên đó thì ở phía dưới này những người mà bị điếc người ta chỉ cần đeo cái kính đó là sẽ hiện ra dòng chữ ngay trước mắt họ để họ có thể đọc được luôn đó, giao tiếp bình thường luôn, nghe được bình thường luôn đó, nhìn đọc thôi, nhìn đọc. Nào trong trường hợp này ví dụ như bây giờ các bạn đánh vào ví dụ như t trừ 5 ok cộng cho 2s trừ 3 bằng 8 không ra được. Nào, x trừ 5 2 cộng 2 nhân cho s y trừ 3 bằng 8, các bạn sẽ làm một con đường này. Thì như vậy trong trường hợp này nếu mà các bạn muốn dùng Demos mà người ta đã có TS thì các bạn phải đổi lại thành XY giúp cho thầy Nam. Ok. Tuy nhiên cái mà bất lợi của cái điểm này là gì? Khi mà các bạn đổi thì các bạn phải nhớ là cái S nó tương đương với cái Y, cái T tương đương với cái X, đúng không? Thì bây giờ trong trường hợp mà thầy đánh như thế này, quá, thầy ra được rồi. Ok, thầy ra điểm như vậy là gì? X là tương đương với T. Trong trường hợp này thì sẽ có đáp án là ok 3 hay là 8. Ok nhá. Người ta tính S thì là Y thì 3 hoặc 8 thế thôi. Đó. Nếu mà các bạn nhầm lẫn ở trên rồi tôi S là X hay là S là Y thì các bạn có thể chọn 3 và các bạn điền sai. Thì thầy không biết là cái nào nó sẽ nhanh hơn đối với các bạn. Dùng Desmos hoàn toàn được. Dùng máy tính bấm hoàn toàn được. Bạn nào mà muốn giải phương trình ra bằng giấy, bằng tay được luôn, nhân 2 đi. Phương trình ở phía trên các bạn nhân 2. Ok. Phương trình phía trên các bạn nhân 2 thì các bạn sẽ có 2t trừ 5, có thể thêm một cái cách nữa. Đấy, là giải phương trình không nông nô thủ công này, ok nông nô thủ công, không bấm máy. 2 nhân cho t trừ 5 cộng cho 4s trừ 3. Đấy, bằng 16 rồi, đúng không nào? Thì như vậy bây giờ các bạn phía dưới các bạn có 2t trừ 5. Ok, trừ cho 3 nhân s trừ 3 bằng trừ 19 thì các bạn cứ lấy cái phía trên 16 trừ cho trừ 19, 16 trừ cộng cho 19. Xong rồi các bạn chia cho, ở thể sao cũng được, tùy. Tùy các bạn muốn làm gì cũng được nha. Đó. Nhưng mà thầy thấy là cái Desmos thì nó sẽ nhanh hơn, miễn sao là các bạn đánh đúng là được. Còn cái này, cái cách mà giải bình thường á, dùng trên giấy á, thì nó sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Mà trong phần toán thì chúng ta không có nhiều thời gian, chỉ có 1 phút thôi. Thành ra rằng là thôi, cái cách này thầy sẽ không đi vào trong, thầy sẽ không ghi vào trong cái phần chat, cái phần ghi chú của lỗ ngày hôm nay nhá. Thầy không đi nhá. Rồi. Câu số 5. Ok, how many solution the equation below have? Đấy, có bao nhiêu thì cái đề này đề sai. Thì những cái ghi rằng là 2 cộng 2 cái đề cái câu 5 này là sai nhá. Thế thành ra là cái câu này thầy sẽ chỉnh lại đáp án
đề nó sai rồi, thành ra là các bạn câu nào các bạn cũng được, coi như là câu này là câu miễn phí. Này đề sai nhé, câu này đề sai rồi. Anyway, câu số 6, g mũ 4 phần 5 và g mũ 2 phần 5, thì g mũ 4 phần 5 nhân cho g mũ 2 phần 5 sẽ là bằng g mũ, hai cái mũ các bạn cộng lại là mũ 6 phần 5, đúng không? Thì như vậy các bạn sẽ có 2 g mũ 6 phần 5. Bây giờ nếu các bạn có căn bậc 5, tại vì chia cho 5 mà, phần 5 mà, thì căn bậc 5 thì 2 mũ 5 là 32, đúng không? Thì như vậy các bạn sẽ nhét vào bên trong, các bạn sẽ có căn bậc 5 của 32 g mũ 6. Cái này thầy đã yêu cầu các bạn lần trước là các bạn nhớ giúp cho thầy. Ok, 2 mũ 1, 2 mũ 2, 2 mũ 3, 2 mũ 4 thuộc lòng nhá. Thầy có thuộc là thầy yêu cầu các bạn thuộc lòng cái đấy. Thế thì đối với câu 6 này thầy xin ghi lại một chút nhé. Ok, thầy cũng đã nói một lần rồi nhưng mà thầy nhắc lại. Câu 6, vui lòng học thuộc lòng từ 2 mũ 1, 2 mũ 2, 2 mũ 3, chấm 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 đến 2 mũ 10. Thì các bạn sẽ có rất đơn giản là 2, 4, 6, sorry nhầm nhầm, 2, 4, 8. Trời ơi, thầy đánh sai. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 và 1024. Cái này các bạn thuộc lòng nhé. Vì vậy khi mà các bạn nhìn thấy 2 mũ 5, ok, 2 mũ 5, 32. Và như vậy các bạn ra được cái đáp án câu B rất là nhanh, không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Câu số 7, luôn luôn đọc câu hỏi trước. Rồi, cái margin of error là cái độ ok, chênh lệch trung bình cộng, trung bình cộng ok của những cái con báo này ha. Rồi, thì như vậy chúng ta có cái gì? Thứ nhất là cái cân nặng của tất cả các con báo nằm trong khoảng từ 120 tới 182 ha. Rồi, thầy ghi cái này một chút nhé. Để thầy giải thích cái này lại cho nó dễ. Thứ nhất, khi mà mình bây giờ ví dụ như tôi muốn tìm tuổi thọ trung bình của người Việt Nam. Thứ nhất, không có cách nào và không có một cái nghiên cứu nào có thể đi khảo sát được 100 triệu người Việt Nam và xem là người ta chết ở cái độ tuổi nào, đúng không? Sức khỏe là làm sao, tuổi thọ trung bình rất là khó để đưa ra một cái con số hoàn toàn chính xác. Thành ra bao giờ trong những cái nghiên cứu mà nói chung về một số lượng lớn động vật hay là người thì bao giờ mình cũng sẽ phải có sai số. Vì sao sai số? Là vì ví dụ như bây giờ ok, trong một lớp, ok, trong một lớp, thế thì thầy có thể tính được điểm trung bình môn tiếng Anh của lớp là 8 phẩy cho tất cả các học sinh. Có những học sinh dưới 8 phẩy, có những học sinh trên 8 phẩy. Tuy nhiên nếu mà giả sử như là bây giờ nói là tôi muốn xem trình độ tiếng Anh của học sinh Việt Nam như thế nào, và tôi cần phải khảo sát toàn bộ học sinh ở Việt Nam thì cái đó cũng không làm được. Thế thì sao? Thì tôi sẽ chỉ chọn ok, tôi sẽ chỉ chọn cái ví dụ như trường này, trường Trần Đại Nghĩa, tôi sẽ lấy 20 học sinh. Ok, trường Lê Hồng Phong tôi lấy 20 học sinh, trường Hà Nội Amsterdam tôi lấy 20 học sinh, chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng tôi sẽ lấy 20 học sinh. Ok, truyền hình ấy, Khương Ninh tôi sẽ lấy khoảng 20 học sinh đấy, cộng 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 lại, xong rồi tôi chia trung bình. Giả sử như bây giờ trong 1 triệu học sinh khảo sát được 10.000 học sinh là nhiều rồi, đúng không? 10.000 học sinh thì điểm trung bình tiếng Anh của, ok, nó dịch luôn cho thầy rồi đúng không? Điểm trung bình tiếng Anh của 10.000 học sinh chắc chắn sẽ có sai số so với nếu thực sự có thể khảo sát được điểm của 1 triệu học sinh. Tại vì thực sự trong nghiên cứu không ai mà có đủ thời gian và tiền bạc, dù là Mỹ hay là Việt Nam, không ai đủ cái thời gian và tiền bạc để khảo sát tất cả mọi người.
Thế thành ra khi mà bây giờ ok tôi muốn xem là trình độ tiếng Anh và điểm trung bình của tiếng Anh của học sinh Việt Nam là bao nhiêu. Bây giờ tôi không phải là tôi khảo sát hết được 1 triệu học sinh, tôi chỉ có thể khảo sát được khoảng 10.000 học sinh thôi. Thì bây giờ trong 10.000 học sinh này tôi ra được một con số 8 phẩy. À ok. Tuy nhiên. Ok. Thế thì cái 8 phẩy này ok rồi, mà đây là con số mà tôi khảo sát trên 10.000 học sinh, nó không phải là cùng 1 triệu. Thế thì bây giờ tôi làm thêm một số cái bài toán, và đương nhiên thầy sẽ không có đi sâu vào cái này, nhưng mà người ta sẽ dùng nhiều cái phương thức công cụ toán, xác suất thống kê để ước lượng. Ok rồi, tôi biết là 8 8 8 rồi nha. Bây giờ tôi sẽ tìm cái khoảng mà thực tế là cái điểm trung bình của 1 triệu học sinh này nó sẽ nằm ở đâu. Ok, nằm ở đâu. Thế thì như vậy ở đây trong trường hợp này người ta ghi là gì? Tối thiểu con báo nó sẽ nặng là 120 pound. Tối đa là nó sẽ nặng 180, tức là cái gì? Cái trung bình cân nặng của báo, của những con báo sẽ nằm trong khoảng từ 120 tới 182. Rồi. Như vậy cái con số giữa, con số trung bình của 120 và 182 là, các bạn lấy hai cái này các bạn cộng lại, các bạn chia đôi. Ok, thì các bạn sẽ có 302, các bạn chia đôi 151, đúng không nào? 151. 151, 151. Nào. Thế thì từ một khoảng cách 120 tới 151 và từ 151 tới 182 là 31. Đúng không nào? Thì 151 các bạn trừ 120 là 31. 182 các bạn trừ 151 là 31. Thế thì cái 31 này nè. Ok, cái 31 này nè. Đấy. Chết rồi, chết thôi. Ôi thì ấn nhầm, làm sao mà thầy chọn lại được cái này đây? Trời ơi. À, thầy bị copy cái này vào trong cái phần nốt mà tự nhiên thì ấn đi ra ngoài một phát là mất luôn. À, gosh, tắt này. Thế thì các bạn sẽ thấy rằng là gì? Nếu các bạn, người ta cho các bạn cái con số thấp nhất và lợi cao nhất, các bạn chỉ lấy hai con số đó cộng lại, các bạn chia đôi, các bạn ra được cái trung bình. Và các bạn lấy 151 trung bình đó chia cho cái, trừ cho cái thấp nhất là 120, hoặc là lấy 182 trừ 131 này, thì cái này được gọi là margin of error. Tức là sao? Thường người ta sẽ viết như thế này. Ok. Rồi, tôi khảo sát 10.000 học sinh, tôi biết cái con số này nó không có phải là chính xác hoàn toàn. Thế ra bây giờ 8.0 nhưng mà sẽ là cộng trừ 0.5%. Nghĩa là điểm trung bình tiếng Anh của 1 triệu học sinh Việt Nam sẽ nằm trong khoảng từ 7.5 tới 8.5. Thì cái cộng trừ 5 này nè, 0.5 này nè, nó được gọi là margin of error. Ok? Cái cộng trừ 0.5 là margin of error. Tại vì cái con số 8 là thầy tìm được từ 10.000 học sinh chứ không phải là từ 1 triệu học sinh. Thành ra không thể nào nói rằng là 10.000 học sinh đó, 1 triệu học sinh nó cũng sẽ là 8. No, nó phải có sai số. Thế bây giờ tìm được cái margin of error này nào. Ở trong lớp mình SAT người ta sẽ không bao giờ, người ta yêu cầu là làm sao để phương thức nào, đương nhiên khi cái này các bạn lên học đại học, các bạn đi nghiên cứu thì các bạn sẽ thấy cái này rõ hơn. Học sẽ rất là nhiều cái môn toán, xác suất thống kê, chứ còn lại là sẽ không có cái này nha. Nhưng mà ở đây người ta cho cái thấp nhất, người ta cho cái cao nhất, thì các bạn hoàn toàn có thể tính được cái margin of error là cái gì. Ok, nào đương nhiên các bạn nào mà muốn biết thầy ơi margin of error tiếng Việt là gì, ok đây, tại vì có thể là cái kiến thức toán này là các bạn chưa có học nhá, chứ về kinh tế với lại xác suất thống kê nhá. Có ai mà học margin of error trong cái phần toán của trên trường chưa? Có không? Bạn nào học AP Statistics thì chắc là sẽ có, nhưng mà thầy nói là chương trình toán bình thường á của lớp 10 á, có chắc không có đúng không? Ok. Thế biển tôi học rồi hả? Ok. Rồi, ok, tốt, được. Margin of error. Hình như Lý có học hả? Sai số thì đó. Đúng rồi, ok, có. Ok. À. Tiếng Việt toán là gì? Lý là gì? Ok, rồi, lý là gì? À, giới hạn lỗi, giới hạn sai số, phạm vi sai số.
Ok, nhiều nhiều cách dịch giống nhau lắm nhé. Ok, rồi. Nào, sai số đúng rồi. Thế biển rồi. Thế biển học rồi, nhà trước học rồi. Ok, nhà trường học rồi. Tốt. Mọi người có ai không hiểu về cái mặt chất ghi nốt xong rồi thầy lại xong bây giờ thầy phải đóng đánh lại cái đống này, thầy mất luôn rồi thầy không lấy lại được. I cannot do this, I cannot, từ từ lấy được rồi, lấy được rồi. Ok, sorry sorry, may quá may quá may quá may quá. Ok, that's good, life's good. Rồi, từ từ để thầy copy vào lại đã nhé, không thầy làm bậy bạ nữa, thầy mất nữa thì chết thầy luôn. Câu 7. Ok, nào, giá nào. Ok, rồi. Ok. Mọi người ơi, có ai có câu hỏi gì về Margin of Error không? Có ai không hiểu thầy vừa mới nói cái gì không? Thầy giải thích cái gì không? Nói thầy, nhá. Nói thầy, nhá. Rồi, ok. Nào, xóa hết chỗ, nốt đi. Rồi, thầy đã có ở trong này rồi. May quá. À, biết rồi, biết rồi, biết rồi, biết rồi, biết rồi, làm sao. Ok. Nào. Ok. Rồi, nhá. Thế là cái ví dụ này này. Các bạn nắm nhá. 1 triệu học sinh nhá. Rồi, xong câu này. Yes. Đi tiếp nha. Có ai mà thầy mà không hiểu thầy đang nói gì, là ví dụ thầy chưa có được rõ, nói thầy nhé. Rồi, F6, nếu mà F của 2x thì như vậy bây giờ các bạn sẽ có x bằng 3. Thì các bạn thế vào 9 nhân 3 trừ 7 là bằng bao nhiêu nhé. Ok. Rồi, obvious. Nào, đọc câu hỏi. Which of the following is true about the data? Ok, 21. Thì thầy cũng đã nhắc rồi, frequency là tần suất xuất hiện của nó. Thì đồng nghĩa với cái việc là gì? Như trong trường hợp này, có 3 học sinh sẽ đi giày cỡ số 1, có 4 học sinh đi giày cỡ số 2 và có 4 học sinh đi giày cỡ số 3. Ok, có 7 học sinh đi giày cỡ số 4. 4, 4, 4, 3, 4, số 7. Hai học sinh đi giày cỡ số 5 và một học sinh đi giày cỡ số 6. Thì nếu các bạn liệt kê ra thì các bạn sẽ ra được cái dãy số này, và thầy sẽ khuyên là các bạn nên liệt kê ra. Các bạn liệt kê ra như vậy thì các bạn sẽ dễ tính, tại vì đi thi các bạn có nhá. Ok, các bạn có nhá. Nên liệt kê dãy số ra. Ok, trong trường hợp này để các bạn có thể dễ dàng tính cái trung bình cộng. Trung bình cộng thì cộng tất cả các số lại xong rồi các bạn chia cho 21. Các bạn có median. À, ok, median là trung vị, một nửa nhỏ hơn một nửa lớn hơn, đúng không? Các bạn có thể dùng cái đó được luôn. Đấy, ok, thì là cái câu số 9 này thầy xin ghi lại đây một chút nhé. Đối với câu 9, ok, nên liệt kê ra giấy nháp toàn bộ dãy số để không nhầm lẫn, khi tính trung bình cộng và trung bình. Ok, vì khi mà các bạn liệt kê dãy số như này ra thì các bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy được rằng là cái số ở giữa của nó, cái số trung vị của nó là cái số nào nhá. Ok, là cái số nào. Rồi, ok, thầy đi tiếp nhá. Alright, cái này thì các bạn tính đi nhá. Ok nhá, tính thôi, tính thôi. Rồi, given equations, what is the value of the given equation 29, 27x chia cho 81 trừ x bằng 3 mũ gì đó, thì 27 mũ x là quay trở lại câu chuyện, câu số 10 thầy cũng đã thầy nhắc lại nhé, bạn nên học thuộc lòng. Ok, 3 mũ 1, 3 mũ 2, 3 mũ 3, ok, và 3 mũ 4, 3, 9, 27, 81. Nhìn vào cái này các bạn sẽ biết ngay 27 3 mũ 3. Nhìn vào đây các bạn sẽ thấy ngay 81 3 mũ 4. Rồi, 3 mũ 4 mũ trừ x, 3 mũ 3 mũ x, các bạn có mũ thì vậy a sẽ bằng mấy? A bằng 7 nhé. Ok, tại vì chia mà, chia là nhân,
chia cho 81 mũ trừ x sẽ là bằng nhân cho 81 mũ x, đúng không? Tại vì 81 mũ trừ x là 1 chia cho 81 mũ x. Rất là nhanh, đơn giản. Đã, cái này thì thôi thầy không. À, cái này là các bạn cẩn thận, có một số bạn sai cái câu này thì thực sự rất là đáng tiếc luôn nhá, thực sự rất là đáng tiếc luôn. Rồi, ok, tổng của tất cả các góc nội tiếp của một cái hình đa giác là b nhân cho pi, đúng không nào? Thì radian chúng ta đã học rồi, ok, radian pi là 180 độ, đúng không? Ok, pi là tương đương với 180 độ của số 11. À, trong radian pi là bằng 180 độ, đúng không nào? Thì khi mà pi bằng 180 độ thì bây giờ đây hexagon là hình gì? Hôm trước thầy cũng đã nhắc cái công thức để tính tổng các góc nội tiếp của một hình đa giác. Ok, nhớ công thức tính tổng các góc nội tiếp của một hình đa giác thì các bạn sẽ bằng có cái gì? 180 nhân cho số cạnh trừ 3 trừ 2, sorry nhầm. Ví dụ như các bạn có hình tam giác thì các bạn sẽ có 180 nhân cho 3 trừ 2. Tứ giác, dù là hình thang, hình bình hành, hình chữ nhật, hình vuông, 180 nhân cho 4 trừ 2. Đó, số cạnh trừ 2. Thì như vậy bây giờ số cạnh trừ 2 là hexagon. Ê, hexagon, em không biết hexagon là gì. Hexagon, đó, các bạn nên học cái hình này, thuộc lòng nhé. Thế bây giờ cái từ vựng. Ok. Vocabulary for polygon. Ok, nào thì thầy xin giới thiệu cái danh sách từ vựng này, các bạn nên học thuộc lòng nhá. Ok rồi, đầu tiên các bạn sẽ có là danh sách từ vựng hình đa giác. Ok rồi, tam giác triangle. Rồi tứ giác, try 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 là ba, đúng không? Try là ba. Tứ giác là gì? Ok, tứ giác là gì? Hả? Nào thì không nói hình vuông nhé. Quadrilateral, lateral là cạnh, giống như là tam giác đều á, là equilateral triangle, tam giác có ba cạnh bằng nhau nhé. Ngũ giác, ngũ giác. Ok rồi, hình ngũ giác. Cái này các bạn thuộc lòng nhé, thuộc lòng như thế, bắt buộc vào. Ok, pentagon. Rồi, hình lục giác. Đấy, thực sự là đối với SAT ấy, thì các bạn chỉ tới cái gọi là lục giác là hết rồi. Ok, hexagon. Thực sự là cái hình ba cạnh, bốn cạnh, năm cạnh, sáu cạnh. Ok, pentagon này, hexagon này, rồi gọi chung hết nhá. À, từ từ, đa giác gọi chung là polygon. Poly là nhiều, ok, poly là nhiều, từ gốc poly là nhiều. Ví dụ như trong cái trường hợp mà các bạn nói là hiện giờ xã hội trên thế giới này mình là chủ nghĩa một vợ một chồng, tức là công nhận hôn nhân đó, hoặc là có thể công nhận hôn nhân đồng giới đi chăng nữa thì cũng chỉ là một người với một người mà thôi, chứ không phải là một người với nhiều người. Ok rồi, thế thì trong trường hợp đó các bạn sẽ có mono, mono là một, cứ một người thôi, monogamy. Còn nếu mà hồi xưa, ok, khi mà các bạn đó, vua hay là qua gì đó, một người nhiều thê thiếp, đúng không? Đấy, ok, that's a lot, đúng không? Đấy, thế thì các bạn sẽ có cái từ là polygamy. Là trước đó trong lịch sử mình sẽ có chế độ mẫu hệ, khi một người phụ nữ có nhiều người chồng, đúng không? Đấy thì là mẫu hệ ha, mẫu hệ. Ok, mẫu hệ. Rồi, hình lục giác, hình bát giác, tám cạnh. Ok, tám cạnh. Octagon. Thế rồi, xong. Ok. Thì không thấy đến cái hình gọi là cái mức mà hình chỉ có 7 cạnh hay là hình 9 cạnh, 10 cạnh thôi, mà mấy cái này thôi. Được rồi, dừng lại được rồi nha. Nào thầy có thể thêm một số cái từ vựng nữa, ví dụ như là tam giác đều, ok, polygon này, equilateral triangle, tam giác đều, ok, hình tam giác cân, isosceles
xoay anh rồi. Cái này có trong cái cuốn này này các bạn ơi. Nếu các bạn muốn ôn lại cái phần từ vựng toán nhé, thầy chỉ nhắc lại thôi, thầy chỉ nhắc lại thôi. Nhưng mà trong cái phần mà cái tài liệu ôn tập của mình ở trong lớp ấy, nó có cái cuốn SAT Vocab này này. Thì trong cái phần SAT Vocab, Princeton Review Vocab này, nó có cái phần từ vựng toán ở phần sau của cuốn sách. Thì ra các bạn có thể dùng cái cuốn này nhé, dùng cái cuốn này nhé. Rồi, Isosceles. Cân cân. Ok, cân. Rồi, các bạn sẽ có cái rectangle thì nghĩa rồi, chữ nhật là cái square rồi vuông. Đấy, cái này thì đơn giản quá rồi. Hình thang, hình bình hành, parallelogram. Hình bình hành, ok. Rồi. Còn hình nữa ta nha. Ok. Nghĩa ta. Thế là đúng không? Ok, rồi. Được rồi. Ok. Thôi, chúng ta đi tiếp nha. Đó. Thì trong trường hợp này, khi mà các bạn đã có cái số cạnh nó là 6, thì như vậy là 4, đúng không? B là bằng 4, đúng không? Đó. 6 chia 2 là 4. Rồi, 80 tăng 200%. Và đây là một cái bẫy. Một cái bẫy rất là nhiều bạn rớt xuống. Ok. Nào, 80 nhân 200% thì increase by là cộng hay là nhân? Nếu mà các bạn lấy 200%, các bạn nhân cho 80 thì các bạn sẽ ra 160. Nhưng nếu các bạn lấy 80 cộng cho 200% của 80 thì các bạn sẽ ra 240. Ok. Thành ra cái câu 12 này rất nhiều bạn sai. Và cái này là một cái lỗi sai về mình hiểu tiếng Anh. Ok, câu 12. Increase by là cộng thêm. Ok, increase by là cộng thêm. Nhớ nha, nhớ nha. Cái này các bạn vào lòng, cái này là coi như là cái phần này về tiếng Anh mà hiểu. Cái này như là Apple xong rồi nào, các bạn phải học đọc để hiểu cái này nhá. Rồi, câu số 13. Ok, giá trị của A là bao nhiêu? Thì không thấy cái này có vấn đề gì, các bạn dùng delta, ok, a cộng trừ căn delta chia cho hai b. Thầy đang nói cái gì vậy? Trừ b cộng trừ căn delta chia cho 2a. Trời ơi, ok, nhớ dùng delta trong cái trường hợp 13 này nha. Ok, các bạn bấm máy tính ra, không có vấn đề nhá. Còn nếu như mà các bạn, thầy ơi em không có máy tính, em không muốn sử dụng máy tính, em dùng Desmos Graph. Được. 2x bình trừ 4x, nhưng mà nó sẽ không có ra đẹp. Trừ 4x, ok, trừ 7 bằng 0. Thì như vậy các bạn sẽ có hai cái này ở đây. À, 1 cộng, như vậy nó phải dương. 1 cộng với a căn 2 chia cho 2 bằng 3.1212121121. Thế thì a là bằng bao nhiêu? Nó sẽ không ra được cái số căn cho các bạn, nó không hiển thị được cái căn như ở đây, như là trong máy tính của các bạn, thành ra nó sẽ hơi mệt nếu các bạn dùng Desmos để giải bài này ha, nó hơi bất lợi một chút. Nào, câu số 14. 262 là gì? 262 là gì? Rồi, số lượng nhà mà nó bán trong tháng 10, họ có cái mô hình H, trong đó T là số ngày, trừ 8T, thì như vậy là 282 là đó, tổng số nhà họ có bán vào đầu tháng 10. Cứ mỗi một ngày họ sẽ bán được 8 căn nhà, mỗi một ngày họ bán được 8 căn nhà, mỗi một ngày họ bán được 8 căn nhà, đúng không? Đấy, thì vậy đây cô, tại vì cái này trong trường hợp này các bạn cứ lấy t bằng 0, tức là cái ngày đầu tiên của cái tháng 10, thì các bạn sẽ ra được 262 trừ cho ok. Đấy, ngày đầu tiên ha. Câu số 15. Ok, 90, 30 thì chắc chắn góc còn lại là 60. Nửa tam giác đều, công thức của nửa tam giác đều các bạn đã học rồi và chúng ta đã có cái hình ở đây rồi. Ok, thành ra các bạn bắt buộc phải học thuộc lòng cái hình này thôi cho thầy, chứ còn lại nó cũng chẳng có cái gì cả. Tính tỷ lệ 1 căn 32, 1 căn 32, 1 căn 32, 1 căn 32. Xong rồi các bạn đã có AC bằng 32, thì như vậy cái còn lại là bao nhiêu các bạn tự tính nhé. Ok, rồi. À, ở đây trong trường hợp này có ngoặc, thầy nhắc rồi. Ok, câu số 16.
Ok, có ngoặc thì các bạn phải bỏ ngoặc. Ok, rồi. Đó. Các bạn có thể bật cái nút caption lên nhé để xem thầy nói nhé, thầy vừa nói nó sẽ dịch sang tiếng Việt luôn. Rất dễ ha. Dễ con, trong trường hợp này nó cũng chú ý giúp thầy là A cộng B nhé. A cộng B nhé. Ok, nhớ lấy A cộng B nha. Rồi. Thì tích của cái nghiệm của cái equation thì cái hình này các bạn đã có rồi. Đây 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 đây. Tích của nghiệm. Đấy, có hình này áp dụng các bạn thuộc lòng luôn, các bạn lấy C chia cho A chứ các bạn không có ngồi mà các bạn bấm máy ra em đánh Desmos ra nó ra bao nhiêu. Ok, xong rồi thì làm cũng được thôi nhưng mà mất thời gian, đúng không? Đấy, tại sao phải làm như vậy? Ok, trong khi đó các bạn tí hãy kiểu em sẽ lấy đây 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 để điểm này. Ok, điểm này nhân nhau. Rồi, rồi, rồi. Thôi. Rồi. Con ơi, con đừng đổi sang tiếng Anh. Cái này, cái caption này nó không nhận diện được tiếng Anh, nó không có dịch được tiếng Anh. Cái lớp chiều chủ nhật lúc mà thầy dạy bằng tiếng Việt á, thì nó thì thầy, thầy bằng tiếng Anh á, thì thầy bật caption bằng tiếng Anh thì nó sẽ ghi ra đại. Chứ còn bây giờ nó chưa hệ đại được đến mức thầy nói tiếng Việt, nó nhận diện được giọng nói bằng tiếng Việt và rồi nó chuyển sang tiếng Anh thì nó chưa làm hiện đại được mức đó đâu con nhá. Chưa hiện đại được đến mức đó. Nè, dùng tiếng Việt giúp thầy, đừng đổi caption. Rồi, cái phương trình này úp xuống thì như vậy hệ số của nó chắc chắn là một số âm. Và như vậy không thể nào là câu A, không thể nào là câu C. Tại vì 2x bình. 2x bình. No. Chỉ có câu B và câu D. Và trong hai trường hợp này thì các bạn nhìn thấy ở đây khi mà ok. Nhìn thấy đây là gì? X bằng 3. 1. Đó, 2 này. 3 này, đúng không? Tại vì một cái đường ô vuông này nó sẽ tương đương với 2. 3 là x bằng 3 thì cái y nó bằng 0. No, 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 phải không? Đấy. Trừ 2 bằng 0. Đấy. Bằng 0 không? Nhá. Đấy. Trừ 3 không. Thế thì các bạn chú ý nhé. Các bạn thế số vô. Các bạn chọn. Nhá. Rồi. Ok. Cái câu số 19. Giá trị của A nhân B thì tương tự như vậy các bạn nhân ra giống y hệt cái bài ở phía trên này. Cái bài này 16. Câu 19 là y hệt câu 16. Chỉ tội là ok, nhân ra đi xong rồi tính A tính B nhưng mà người ta không hỏi A cộng B, người ta hỏi A nhân B nhé. Rồi. Average rate of change khi x bằng 2 và x bằng 0 thì cái khoảng cách từ x bằng 2 thì y bằng mấy? Ok. Rồi cái công thức rate of change. Công thức rate of change. Công thức rate of change. Câu 20. Công thức rate of change là sẽ bằng Y2 trừ cho Y1 chia cho X2 trừ cho X1. Là sao? Tức là trong trường hợp này các bạn sẽ cần phải hiểu đó là F của tương đương với F của 2 trừ F của 0 chia cho 2 trừ 0. Ok? Thì bây giờ F của 2 là bằng bao nhiêu thì các bạn vui lòng các bạn nhìn vào trong cái biểu đồ các bạn tính ra. The rate of change là công thức tính cái rate of change nhé. Hệ số góc. Nhìn giống hệ số góc có thể đúng rồi đó. Cái rate of change, slope, hệ số góc các bạn dịch kiểu gì nó cũng tương tự với nhau. Như vậy nhé. Rồi tính ra giúp thầy. Nhìn vào biểu đồ nhé, nhìn biểu đồ nhé. X bằng 2 thì Y bằng mấy? Nhìn biểu đồ nhé. Ok. Rồi câu số 21. Người ta hỏi X trừ 5. Cái này quá đơn giản rồi. Và câu số 22. Giá trị nào sau đây thì tương tự như vậy. Cứ đánh hết cái câu mà bất đẳng thức như thế này. Ok. Các bạn cứ đánh vào hết và Desmos là các bạn sẽ ra. Các bạn sẽ ra rất nhanh. Đừng có ngồi suy nghĩ lăng tăng cái gì hết. Và bây giờ các bạn đánh luôn cái điểm. Ví dụ như trừ 2, 1. Ok, ấn label vào đây, đúng không? Đấy. No, 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 no. Mình tìm cái phần giao nhau này nè, đen đen này, đúng không? Đấy, đó, 1,4, đấy, 3,1 và trừ 3,3. Ok, xong rồi các bạn xem là cái nào.
nó nằm trong cái phần đậm đậm là được. Ok rồi, parabol vậy thì đúng rồi, đúng rồi đấy. Đúng rồi, parabol vậy. Thực sự Desmos nó khi mà đi thi là các bạn có Desmos trong 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 cái phần mềm của College Board, thành ra là ở trong trường các bạn lấy Desmos nó rất là tiện nhá. Cảm ơn con Vân Anh. Rồi mọi người ơi, 22 câu, có ai có câu hỏi gì không, có câu nào mà thầy đi nhanh quá, ok đi nhanh quá nói thầy nha. Ok, chọn no maybe, nói thầy giải thích lại. Còn mọi người ok, các bạn chọn yes thì sửa tiếp trước khi mình sang một cái bài tập khác nha. Đọc ngữ pháp dễ. Có một bạn chọn no. Tốt, con cho thầy biết đi câu nào, thầy giải thích lại cho con. Ok, nói nha, không hiểu chỗ nào nói. Câu nào? Ok, bạn chọn no á. Câu nào? Cho thầy biết nha. Để thầy giải thích nhé. Ok. Rồi. Hy vọng là cái caption này nó giúp cho các bạn có thể tập trung hơn, vừa nghe thầy Nam nói vừa nhìn chữ sẽ dễ nhớ hơn ha. Ok, hy vọng là như vậy, công cụ rất là hiệu quả luôn. Rồi, mọi người ok hết rồi, thầy sửa tiếp cái bài số này nhé. Bài số này. Rồi, thầy xóa cái đơn Desmos sẽ đi đã. Nào, trong bài học này là đề hai đề nhé. Đây thầy gửi lại hai cái đường link của hai cái đề này, thầy đã tải lên cái phần bài tập của lớp rồi nhé. Thì g của 9, ok, gx bằng 5 phần 3x cộng k, g của 9 bằng 12 thì các bạn sẽ tính được k, và có k rồi thì các bạn thế trừ 3 vào cho x, các bạn tính lại thế thôi ha. Nó sẽ hơi nó sẽ hơi dài hơn một chút về cái phần tính toán thôi, nhưng mà các bạn cẩn thận đã được nhé, câu này chỉ có sự cẩn thận thôi, nó cũng không có bẫy gì hết ở đây. Nào, câu số 2. Câu số 2, 12x cộng 4 bằng 20. Các bạn có thể tính ra được x, xong rồi các bạn tính ra 6x cộng 5. Được, không có vấn đề. Nào, thầy ơi, nếu như trong trường hợp em tính là em chia đôi ra, em sẽ có 12x cộng 4 bằng 20. Em chia đôi ra em có, tại vì nó có 6x mà. Em chia đôi thì em sẽ có 6x cộng 2 bằng 10. Thì như vậy 6x cộng 5 sẽ là bằng 13. Được luôn. Tính kiểu nào cũng được, đều ra được đáp án. Người ta cho 12x, người ta hỏi các bạn 6x, các bạn chia ra thì các bạn viết ra các bạn sẽ có 6x cộng 2 bằng 10. Thì như vậy là 6x cộng 5 sẽ phải bằng 13. Thế thôi. Còn nếu mà các bạn giải ra bình thường, 20 trừ 4 chia cho 12 ra x, xong rồi lấy sao nhân cái x đó cộng cho 5 cũng ra luôn. Cái nào cũng được. Thì nghĩ thời gian nó cũng hòm hòm như nhau, không có chênh lệch quá nhiều. Bấm máy là xong. Đã. Câu số 3. Đọc câu hỏi trước. 100 đại diện cho cái gì trong cái phương trình này? Rồi. Ok. Cô này đu tiền đi dạy tiếng. À, phải đi dạy. Đi dạy tiếng. Đi dạy. Thầy định nói là đi dạy tiếng Anh, đi dạy đàn piano. Rồi thì đầu tiên là một cái phí cố định. Cái này, cái phí cố định này nè, nó rất là giống như trong cái trường hợp mà các bạn, ví dụ như là các bạn muốn đi thuê dụng cụ để các bạn chơi, ví dụ như cái trò chơi điện đụng, xe điện đụng đó. Đấy thì các bạn muốn thuê xe nó tính theo giờ, nhưng mà mỗi một xe người ta sẽ thu các bạn trước, xong rồi cứ mỗi một giờ các bạn sẽ bị tính thêm tiền. Đấy, thì như vậy có 40H cộng 100, trong đó 40 sẽ là tương đương với cái số tiền mà cô ấy, tại vì H là số giờ, thì như vậy mỗi một giờ mà cô ấy dạy, cô sẽ là 40 đô. Còn 100 đô sẽ là cố định. Ok, bắt đầu học. Dù học 1 tiếng, hay học 2 tiếng, hay học 3 tiếng, hay học 4 tiếng, ok, hay học 1 tháng, thì tính số giờ thôi, nhưng mà vẫn phải trả 100 đô đó. À, ok. Thì như vậy đây là amount registration fee, ok, in dollars. Rồi. Thầy đi tiếp. Câu số 4. Đọc câu hỏi nhé. All day passes. Ok, số lượng đã bán. Ok, phải phải phải. Số lượng đã bán. Ok, tôi biết rồi. Ha. Nào, cái ở đây mình có cái gì? Bán vé nửa ngày và vé một ngày, cả ngày. 40 đô cho vé nửa ngày và 80 đô cho vé nguyên cả ngày.
Thì như vậy mình có 70 và 46, thì các bạn phải viết cái phương trình đó ra thôi. Ở nháp nhá, ok, nháp nháp nháp. Thì ở đây câu số 4 thì các bạn sẽ có là gì? Số lượng mà vé bán ra nửa ngày. Thì bây giờ các bạn dùng chữ H cho thầy. H là half đúng không? H cộng cho O đây là chữ A, tổng cộng là sẽ có 70 vé. Và các bạn sẽ có gì? H nhân cho 40 cộng cho A nhân cho 80 bằng 4.600 đô. Rồi, câu hỏi tìm A. Ok, thì khi mà các bạn như thế này, đặt cái dùng cái chữ cái đầu tiên, và thầy luôn luôn dặn dò các bạn làm cái này đúng không? Luôn luôn dùng cái chữ cái đầu tiên để đặt cho biến của phương trình, chứ đừng có bao giờ dùng xy như là các bạn hãy đã quen. Ok, ở trong trường thì chắc chắn là sẽ không có bao giờ bị sai là ô thế là x là cái gì, x là cái gì, mình không có tốn cái thời gian đó nữa nha. Rồi đi tiếp, câu số 4 5. Which of the following statistical measure the value listed will change the list? Tức là nó sẽ bây giờ tôi có một cái dãy số 2, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6. Cái này nó giống như cái frequency vừa nãy đó, số lượng học sinh và cái kích cỡ dày trong cái bài vừa nãy mà chúng ta vừa mới làm. Thì bây giờ trong trường hợp này mình có hai dãy số này, bây giờ người ta sẽ làm gì với cái dãy số này, và người ta hỏi là cái nào sẽ thay đổi ít nhất. Thay đổi ít nhất tức là có thể là không thay đổi cũng được. Đấy, đầu tiên là 18 weighted. Ok, nếu bây giờ mình lấy số 2 này mình bỏ đi thì nó sẽ thay đổi cái gì nào? Trung bình cộng nó thay đổi hay không? Có, chắc chắn là có. Trung vị nó có thay đổi hay không? Chưa chắc nha, cái số nằm giữa chưa chắc nó thay đổi nha. Kiểm tra cái đó. Range lấy số lớn nhất trừ số nhỏ nhất. Cái cũ là 9 trừ 2, cái mới là 9 trừ 3. Ô, thay đổi một đơn vị. Tổng, ô, tổng thay đổi hai đơn vị. Như vậy cuối cùng cái thằng nào là cái thằng thay đổi nhiều nhất? Median, trung vị, 5 lên 7 hay là 6 lên 7 hay là 7 lên 8, 4 5 tùy thầy biết nhá, các bạn tự tính nha. Thầy chỉ nhắc lại cái định nghĩa của trung bình cộng, trung vị, range và total ha. Thì bây giờ trong trường hợp này, cái này các bạn tính được rồi, quen với cái dãy số này rồi. Câu số 5, mean là bằng trung bình cộng. Thầy chỉ sang tiếng với anh thôi. Ok. Đấy, median, trung vị. Nếu mà ai mà không biết cách tính trung bình cộng hay trung vị, nói thầy nhé. Range là số lớn nhất trừ số nhỏ nhất, total là tổng. Thế đó, thế là cái này chỉ là tiếng Anh thôi nhé. Rồi, câu số 6. Cái bài số 6 này giống y hệt cái bài này. Thầy không nói lại các giải nữa, tự điền vào demos. Nhưng chú ý nhớ nha, thêm cái dấu bằng nha. 4x trừ 1 nhỏ hơn hoặc bằng y nha, thấy không? Nó không phải dấu gạch nữa. Mà nếu mà bây giờ thầy chọn cái này là nó sẽ có dấu gạch gạch gạch. Đó, gạch 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 gạch, đúng không? Đường, nó đường thẳng, đường thẳng. Ok, nha, đường thẳng. Rồi, ok. Đi tiếp. Just continue. Now, cái đường thẳng này nó có chứa điểm M, N và M, N đều khác không? Thì cái hệ số góc, cái slope này này, các bạn dùng y hệt cái công thức mà cái rate of change ở phía trên á, các bạn đã cái bài mà thủ vừa nãy á, cái rate of change á, y hệt này luôn. Thế thì trong trường hợp này các bạn cứ lấy là ok, đường là đường y bằng cx trừ 2 c, ok, chứa m n, ok, in term of m và n. Thì như vậy bây giờ các bạn sẽ tính như sao? Thứ nhất, khi mà các bạn thế vào thì các bạn sẽ có cái gì? N là y mà, bằng c nhân cho m trừ 2. Như vậy c bằng cái gì? Thì như vậy các bạn chuyển thế, đổi dấu ha. Đấy, ra đáp án nha. Thầy sẽ không chuyển vế đổi dấu cho các bạn, thầy chỉ nói cái cách thôi để cho các bạn làm ha. Bạn nào mà không 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 ra được đáp án cứ nói thầy, để thầy đi thầy giải luôn nhé. Ok, rồi giá trị ở đây chú ý nha, người ta hỏi x nhân y, x nhân y nào, các bạn có thể bấm bấm máy, các bạn có thể bấm máy hoặc là các bạn có thể bấm Desmos, đều được hết, tùy các bạn nha. Ok, 6x cộng 9 bằng
trừ 3 nhân cho 2y trừ 3. Ok, tôi có 2 điểm nha, tôi có 2 điểm nha. Ok, y nhỏ hơn không à, y nhỏ hơn không. Ok, không không và 1 trừ 1 này, đây trừ 1 này, y nhỏ hơn không thì chỉ có mỗi cái này thôi, chỉ có một cái trừ 1 thôi. Rồi thôi xong, tôi ra đáp án được rồi. Ok, 1 nhân trừ 1 là trừ 1 nhá. Vẽ đó thì thầy thấy là Desmos dùng nhanh hơn là so với dùng máy tính ha, trong trường hợp này. Câu số 9, người ta hỏi đường L, M là bằng bao nhiêu, thì đây là vuông đúng không nào, đây là vuông. Ok rồi sao, ok được, ok rồi thì các bạn quay trở lại, cảm ơn con rất nhiều. Các bạn quay trở lại cái công thức mà của SAT nó cung cấp cho các bạn nhé. Đấy thì các bạn sẽ có tỷ lệ của tam giác vuông cân là 1 1 căn 2, ok 1 1 căn 2 nhá, ok 1 1 căn 2 nhá, ok 1 1 căn 2 rồi. Ok nào, đi tiếp thôi nhé. Ok chúng ta đi tiếp thôi nào. Rồi ok, ok các bạn có cạnh LM nó sẽ bằng OM, tính OM đi, con đã OMN là tam giác vuông cân, con có cái này rồi, con sẽ tính được OM, con tính được OM thì con sẽ ra được LM nhé, lần nhé. Ok rồi, ok nào thì đi tiếp nhé. Câu số 10. Increase by 5%. Thầy ơi, vừa nãy thầy mới ghi increase by 5% là tăng nó tăng 5% đúng không? What's the value of k? Cộng 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 đi, cộng đi. Cộng đi, cộng đi, cộng đi đúng không? Cộng 5% của nó nhá. K k là bao nhiêu đúng không? Rồi, nếu mà bây giờ chiều dài của một hình chữ nhật giảm 25% nhân 0.75. Nhớ đúng không? Nhớ cái bài toán giảm đúng không? Nhân 0.75. Chiều rộng của nó tăng k%. Ồ, thế vậy k bằng mấy? K bằng mấy? K bằng mấy? K bằng mấy? Đấy. Ok. If the rectangle diện tích của nó ok tăng 5% thì k phải là tăng bao nhiêu phần trăm? Đúng không? Sao cái này như vậy là em phải ghi ra, thấy em phải ghi ra là L nhân cho 0.75 này, ok. Xong rồi em nhân với W nhân cho 1 cộng cho K này, đúng không? Thì nó sẽ bằng L nhân cho W nhân cho 1.05 tăng 5%, tăng 5% đúng không? Nhân 1.05 tăng 5%. Ok, xong rồi như vậy là em sẽ có 0.75 nhân cho 1 cộng K bằng 1.05. Và như vậy em sẽ tìm K. Ok, đúng không thầy? Được không? 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 Được. Ok, thì các bạn làm này thôi nhé. 1 cộng K, các bạn tính K. Nhớ bỏ cái phần trăm đi giúp thầy. Nhá. Rồi, câu số 10. Ok, thầy, thầy ghi thêm vào nhé. Ok, câu số 10. Tương đương. Ok, rồi. Tìm K, ha. Rồi, tìm K, ha. Rồi. À. Nào, đi tiếp nha. Câu số 11. Nghiệm. Thì cái giá trị nào sau đây sẽ bằng giá trị của K? Thì khi mà nó có hai nghiệm thì các bạn biết delta nó lớn hơn bằng không? Hay là bằng không? Lớn hơn không? Nhỏ hơn không? Cái này các bạn đã nắm rồi. Đó. Thầy sẽ không giải thích nhiều nữa. Các bạn tính delta ra, xong rồi tính với cái điều kiện là k,
xong rồi cho nó lớn hơn không, xong rồi các bạn tìm K nó bao nhiêu. Đã, 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 ok, cái này nắm được rồi ha. Hai nghiệm một phương trình nhé. Rồi câu số 12 nào. Thế em không hiểu. The minimum value of G appear is a constant or coefficient. Giá trị nhỏ nhất của G mà được thể hiện là một hằng số. Ok, hay là coefficient. Thế thì cái câu số 12 này là một cái dạng câu hỏi mà các bạn cứ nhớ cái này thế này. Với dạng câu hỏi là a constant or coefficient thì các bạn chỉ cần nhớ là làm sao để có thể tính nhẩm, nhớ nha, tính nhẩm thì ghi ba lần nhanh nhất đáp án cho phương trình. Thế vậy trong trường hợp này nếu mà thầy nhìn vào đây thì thầy sẽ thấy rằng là gì, cái G câu D ấy, là cái câu ok, sorry Ngọc Lâm. Ok, sorry Ngọc Lâm. Ok, rồi. Từ từ, trước khi con đi để thầy điểm danh cái. Sorry, các bạn có việc bận. Ai da, trời ơi, chưa xong thì chưa kịp điểm danh thì đã out luôn, mất tiêu rồi. Ok, để thầy điểm danh tí nhé, để thầy điểm danh tí. Thầy để đi tiếp. Tại có bạn nhắn thầy, cái tự nhiên thầy mất tập trung. Sorry, thầy xin lỗi. Rồi. Nào, sorry. Ok. Nếu mà các bạn có cái phương trình x trừ 10 nhân x cộng 4. Rồi. Ok. Thì các bạn nhìn câu D, các bạn tính nhẩm ra. Các bạn ra một phát là ok, nó có thể là trừ 40. Nó có thể là trừ 40. Nhưng mà cái này đúng không? Gx đâu đúng, x bình trừ 40 đâu phải là đó đâu. Cái phương trình này là gì? Ok, đâu phải x bình trừ 40. Đúng không? Nhỏ nhỏ nhất. Đấy, thế thì bây giờ mình đang muốn cái số nhỏ nhất. Tại vì nếu mình chọn câu D, thì như vậy có phải gx là bằng mấy? X bằng 0. Vì x bình lúc nào mà trả lớn hơn như vậy, gx phần trừ là trừ 40, giá trị nhỏ nhất rồi, tuyệt vời, đúng, hay quá, vỗ tay. Ô, ô, nhường lại thì câu b thì khi mà x bằng 3, cái này bằng trừ 49, cái câu b các bạn không tính nhẩm nó được và các bạn ra được cái số nhỏ nhất của cái phương trình này là trừ 49, là bởi vì cái này là bình phương. Tại vì khi mà bình phương, cái giá trị lớn nhất của nó, cái giá trị nhỏ nhất của nó là bằng không, đúng không? Đấy. Thành ra cuối cùng đáp án nhìn qua một cái tưởng là câu D, nhìn em nhẩm nó được trừ 40. Trừ 40 xong. Người ta hỏi nhỏ nhất con. Người ta hỏi nhỏ nhất con. Cái minimum constant coefficient là để cho con tính nhẩm nhanh, rồi tính nhẩm nhanh được. Nhưng mà ở đây nó thầm thêm một cái là minimum, là mình cần tìm cái số nhỏ nhất của cái phương trình. Ok nha. Rồi thế thì đáp án ở đây là câu B. Nào cho thầy hỏi một chút, mọi người có ai không hiểu cái này không? Nhắc lại, nếu câu hỏi người ta hỏi các bạn là constant or coefficient as appear as a constant or coefficient thì các bạn cần tìm cái phương trình đáp án để giúp cho các bạn tính nhẩm nhanh nhất. Được chưa? Tính nhẩm nhanh nhất. Rồi. Nhưng trong trường hợp này, người ta hỏi tính nhẩm nhanh nhất giá trị nhỏ nhất của G. Như vậy, các bạn phải tìm giá trị nhỏ nhất của G. Đúng không nào? Của G. Thì như vậy trong trường hợp này các bạn sẽ có câu B. Nhá. Nhắc lại nha. Thì nhắc lại nha. Đúng, 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 chính xác, đức trí. Chính xác, đức trí. Câu B và câu C hoàn toàn tương đồng với nhau. Nhưng mà cái câu chuyện này là gì con? Tương đồng với nhau. Nhưng. Câu B và câu C thầy hỏi con, câu nào sẽ giúp con tính nhẩm nhanh hơn giá trị nhỏ nhất
của GX tính nhẩm nhanh hơn? Hà Đức Trí. Có hiểu ý thầy chưa? Được không con? Được chứ? Giữa câu B và câu C, câu nào sẽ giúp con tính nhẩm nhanh nhất? À, thì cái từ mà A is constant, a P is a constant of coefficient, thầy sẽ không dịch sang tiếng Việt đúng nghĩa. Thầy chỉ cho các bạn cách đọc cái này là tính nhẩm nhanh nhất và G nhỏ nhất. Ok? Thì như vậy nó có hai điểm. Thế ra cái này có thể là maximum nhé. Người ta có thể tính là maximum. Được, không có vấn đề. Người ta có thể là maximum. Không có vấn đề. À, có thể là 49 trừ x bình, đúng không? Có thể là 49 trừ x bình, nó có thể là maximum, nó có thể là minimum, đều được hết. Nhưng mà khi mà các bạn nhìn, nhắc lại, appear is constant of coefficient, nó là tính nhẩm nhanh nhất nha. Tính nhẩm nhanh nhất. Thì có thể. Ok. Let's go. Next. Câu số 13. Cái này chỉ có nhân lên chuyển vế đổi dấu. Không phải nhầm nhầm, tôi xin lỗi. Nhân lên quy đồng mẫu số xong rồi lật ngược lại đúng không, cộng quy đồng mẫu số lật ngược lại nhá, y trừ 3 cộng y trừ 4 chia cho y trừ 4 nhân y trừ 3, lật ngược lại y trừ 4 nhân y trừ 3 chia cho y trừ 4 cộng y trừ 3 xong, các bạn sẽ đáp án là câu C. Okay. Rồi câu số 14, đọc câu hỏi trước. Ok, number baseball scout, tổng số thẻ bài mà ông ấy sẽ có, bạn ấy sẽ có, anh ấy sẽ có, right? M tháng kể từ hôm nay. Rồi bây giờ có 6.500, ban đầu có 6.500. Ok, fine, 6.500, 6.500, ok, fine. Rồi bán, mỗi một 6 tháng, cứ mỗi một 6 tháng này. Ok, 6 tháng đúng không? 6 tháng T chia 2 nha, T chia 2 nha. Ok. 6 tháng M M M M M. Ok, rồi. Thế thì chú ý cẩn thận cái đó nha. M chia 6 hay là 6M? M chia 6 hay 6M? Mấy tuần trước chúng ta có làm một cái bài toán mà người ta ghi số giờ, xong người ta kêu cứ mỗi 75 phút, nó muốn là mỗi là phút, mỗi m mỗi phút, nhưng mà cứ 75 phút, nhưng mà các bạn có 5 phần tư giờ đó nhớ, 5 phần tư giờ nhớ, 5 phần tư giờ đó, thấy không? Đấy, cứ 75 phút. Thì tương tự như vậy ở đây, giảm 20% là nhân 0.8, là như vậy các bạn chỉ có câu C và câu D thôi, nhưng mà cái mũ của nó là m chia 6 hay là 6m? No. Có mấy bạn chọn câu D, bắt cái lỗi y hệt hôm trước, các bạn còn nhớ có cái đề người ta hỏi đúng không, cái virus cứ bao nhiêu, cứ 75 phút nó nhân đôi đó đó đó, 75 phút nó nhân đôi đó. Xong rồi cái mũ của nó là mũ số giờ đó, thì 75 phút là 5 phần tư của giờ đúng không, đoạn ngược là ai, đảo ngược là ai nhá, m chia 6 nha, trời ơi đừng có 6m nha, tăng khủng khiếp luôn đó. Rồi câu số 15, cái này là cái bẫy, từ từ để thầy ghi lại câu số 14 này, đã rất là giống một cái lỗi mà chúng ta đã gặp lâu rồi, mấy mấy tuần cũng mới gặp ấy. Ok, chú ý mũ về thời gian, mũ là tháng và 6 tháng tăng, 6 tháng giảm 20%, cứ mỗi 6 tháng giảm, ok, 20%. Nhưng nếu đơn vị mũ là năm, là năm, thì lúc đó các bạn phải là hai bằng, tại vì một năm là 12 tháng, tức là cứ mỗi 6 tháng nó sẽ tăng gấp đôi đúng không, mỗi tháng, mỗi 6 tháng nó sẽ giảm 20%, thì như vậy thì sẽ phải là hai nhân cho y dài, hai nhân cho year, chứ phải là mân. Ok nào, các bạn có hiểu cái ví dụ mà thầy lấy năm không, nếu mà ở đây cái đơn vị là năm và cứ mỗi 6 tháng 5 lần, thì như vậy thầy sẽ lấy là 2 nhân chữ y, tại vì một năm nó sẽ tăng 2 lần, giảm 2 lần đúng không? Đấy. Ok. Rồi, chú ý câu 14 nha. Câu 14 nếu ai không nắm chắc, nếu mà thầy đi nhanh quá
có vấn đề gì thì các bạn cứ nói thầy nha, cứ nói thầy nha, cứ nói thầy ha. Rồi thầy đi tiếp câu số 15. Ok, có bao nhiêu chiếc xe mà ok, bao nhiêu chiếc xe mà cái nhà máy này sản xuất trong vòng 3 ngày? 7 ngày. Và 7 ngày a week giống 24 giờ 7 ngày, và mỗi một chiếc xe thì mất 20 phút để sản xuất. Thì như vậy là trong vòng 3 ngày. Ok, thì sẽ là bao nhiêu chiếc xe, thì 3 ngày là tương đương với bao nhiêu phút? Xong rồi các bạn tính số phút, các bạn chia cho 20 ha. Một ngày có bao nhiêu tiếng, một tiếng có bao nhiêu phút, nhân ra tính là số phút cho một ngày, nhân cho 3 ngày, xong rồi các bạn chia cho 20 phút thì các bạn sẽ ra được số xe hơi nhá. Ok, sẽ ra được số xe hơi nha. Nhớ nhá, nhớ nhá. Ok, ra được số xe hơi nhá, nhá, nhá. Nhá. Ok. Rồi, câu số 16. Độ dài của AE thì cái này là hai tam giác đồng dạng, tỷ lệ của CD chia cho CE là 12 phần 18. 12 cộng 10 cộng 6 này, 12 phần 18. Như vậy tỷ lệ của BD chia cho AE 10 chia cho AE cũng sẽ bằng 12 chia cho 18 nhé. Thì các bạn sẽ đạt được đáp án nhé. 15. Rồi. Nào, giá trị của K. Nào, bây giờ trong trường hợp này các bạn không biết K là bao nhiêu, nhưng mà các bạn biết có trừ 26 thì các bạn thế số vô. X trừ 2 thì các bạn sẽ ra được Gx bằng 6, các bạn sẽ tính ra được K nhé. Bài này nó đơn giản, nó không có gì phức tạp. Thế số vô thôi. Đặt câu hỏi. Theo cái phương trình này, Harry Downs Payment là gì? Nào, cái này là một cái khái niệm. Ok. Thì giống như là khi mà Việt Nam mình á, giữa hai người ta mua nhà thì các bạn phải đặt cọc. Cái này cũng vậy thôi, đặt cọc. Ở nước ngoài cũng thế, đặt cọc. Ví dụ như mua miếng đất 2 tỷ, thì bây giờ muốn mua miếng đất nào đúng không? Nhưng mà bây giờ tôi chưa chuẩn bị xong 2 tỷ, thì bây giờ như này, tôi sẽ đặt cọc trước 10% là 200 triệu. 30 ngày sau tôi sẽ huy động được 1 tỷ 8 để tôi trả nốt cho anh. Trong vòng 30 ngày này, nếu anh bán cho người khác thì anh sẽ phải đền cho tôi 400 triệu, đền gấp đôi số tiền đặt cọc mà tôi đã đưa ra. Cái đặt cọc 200 triệu đó là để anh giữ làm tin. Nếu sau 30 ngày mà tôi không có tiền để tôi trả cho anh 1 tỷ 8 còn lại, thì anh có quyền cầm luôn cái 200 triệu đó. Ok, thì cái down payment về bản chất nó giống như là đặt cọc như vậy nhé, trong một cái giao dịch để giữ 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 cái giao dịch đó. Ok, rồi mua xe đặt cọc trước đi. Ok, cái này giống như mua trả góp điện thoại di động đúng không, ở mấy cửa hàng thế giới di động. Rồi, và cứ mỗi một tháng sau đó anh ấy đầu tiên okay, đặt cọc trước đi, rồi và cứ mỗi tháng sau đó trả ok số tiền cố định. Thì như vậy là trả M tháng. Nhìn vào cái phương trình này thì các bạn sẽ tương tự có mỗi một tháng là sẽ phải trả 175 đô và cái số tiền đặt cọc là 350 đô. Vậy thôi. Nó cũng giống như mấy cái phương trình ở phía trên kia. À, bài phía trên mà các bạn đã làm nhá. Rồi, câu số 19. Nếu mà chu vi của O là 72 thì như vậy các bạn sẽ tính được OB. Cái đường AC nó là tiếp tuyến, có nghĩa là OB nó sẽ vuông góc với AC, đây là đường cao. Của một tam giác vuông mà có góc A là 60, góc B là 90, thì như vậy góc kia là nửa tam giác đều đúng không? 60 90. 30 60 90. Đấy. Thì như vậy các bạn đã tính được OB thì chắc chắn các bạn sẽ tính được gì? Các cạnh còn lại. Nào, người ta hỏi là cái cung DE là bao nhiêu? Thì bây giờ các bạn còn nhớ cái tỷ lệ là độ dài của cung chia cho chu vi, thế sẽ bằng cái góc DOE chia cho 360 độ. Nhắc lại, độ dài của cung DE sẽ bằng ok, góc DOE chia cho 360 nhân cho chu vi hình tròn. Ok, câu số 19 thầy nhắc lại nha. Ok, câu số 19 nè. Góc nửa tam giác đều.
góc độ dài cung chia cho chu vi hình tròn bằng góc chia cho 360 góc của cung chia cho 360 nhá. Ok, góc của cung chia cho 360. Ok rồi tùm lum. Ok tùm lum con. Rồi nhá, tính đề ha. Rồi câu số 20, cái vertex là parabol là 3 trên 14, vertex đỉnh lớn nhất hoặc đỉnh thấp nhất đúng không nào, thì giá trị của P là bằng bao nhiêu trong trường hợp này? Thì thứ nhất là các bạn có hai cái điểm này đúng không, thì bây giờ dùng cách thủ công nông nô trước đi, các bạn sẽ có hai điểm là 0 trừ 5 và 1 trừ 2, các bạn sẽ tính ra được cái phương trình của cái đường này đúng không, đường thẳng này đấy đúng không đấy. Rồi bây giờ đi tới đây ôi không biết làm sao ta, nhưng mà em không có biết là thật sự em không có biết là cái phương trình parabol đó là phương trình như thế nào. Well, công thức tính tọa độ x vertex, tọa độ x của cái vertex của cái parabol các bạn có rồi đúng không nào, trừ b chia cho 2a đúng không, thì như vậy các bạn có điểm 3 14, các bạn có điểm 0 5, các bạn cũng sẽ tìm ra được phương trình bậc 2 của cái parabol. Bây giờ thầy ghi ra cho các bạn nhá. Đầu tiên, cái bước đầu tiên, bước 1. Thủ công nông nô nha, thủ công nông nô nha, chưa nói nhanh nha. Bước 1. Ok, có hai điểm 0 trừ 5 và 1 phẩy trừ 2, thì các bạn tính được hệ số góc và sau đó là phương trình của đường thẳng. Rồi. Bước 2. Ok, thầy cảm ơn Tùng Lâm nhé. Ok, Tùng Lâm. Ok, bước 2. Rồi, bước 2. Có tọa độ 3, 14 là điểm cao nhất. Phương trình bậc 2 của cái parabol là y bằng ax bình cộng bx cộng c, đây là cái công thức chung đúng không, trong đó trừ b chia cho 2a bằng 3. Ok, và y tức là 5 bằng 0 a nhân 0 cộng b nhân 0 cộng c, suy ra c bằng 5 đúng nào, các bạn có c bằng 5, c bằng 5 đấy. Và khi mà các bạn có gì nữa, và với c bằng 5 thì thủ công nông nô mà 14 bằng a x quá a nhân cho 3 bình phương cộng cho b nhân cho 3. Đúng không nào? Đúng không? Ok. Rồi. Thế thì làm sao? Thế thì làm sao? Các bạn đã có cái phương trình đường thẳng ở phía trên. Các bạn có PQ đã có hệ số góc này kia. Thì dưới các bạn có cái này. Ok. Tại vì các bạn có thể thế là gì? Đó. A nhân. Các bạn có trừ B chia cho 2 bằng 3 rồi. Mà các bạn có 14 bằng A nhân cho 3 mũ 2 cộng B nhân cho 3. Thì đồng nghĩa với cái việc là các bạn có thể tìm ra được A và B. Đúng không? Như vậy. Tìm ra A và B. Và phương trình parabol. Bước 3. Thế hai phương trình bằng nhau để tìm P và Q. Rồi, thế đã ghi ra cái bước này, cái cách thủ công nông nô làm. Mọi người có ai thắc mắc về cái cách làm này không? Từng bước như này thầy ghi là như này. Thầy không có tính thì chưa tính gì hết.
Nhưng mà các cái bước này thì có đi nhanh quá không? Các bạn không hiểu thầy đang làm gì không? Mọi thứ có ổn hay không? Làm ơn cho thầy biết nhé. Làm ơn cho thầy biết nhé. Mọi người ok không? Có 20 này mọi người ổn không? Đầu tiên hiểu cái này chưa đã? Hiểu cái này chưa? À, thầy có cái điểm à, trong loại bằng không và điểm 0,5. 0,5 đúng không con? 0,5 này Linh đáp. Thì như vậy nếu mà thầy thế x bằng 0 thì y bằng 5 đúng không con? Thì như vậy có phải là 5 bằng a nhân 0 cộng b nhân 0, tại vì không bình phương là 0 mà, đúng không? Thầy ghi thầy đề này không bình phương đi cho nó dễ nhỉ. Ok. Được chưa? Được không Linh đáp? Rồi. Tính được phương trình parabol không? Tính được phương trình parabol không? Thì con đã có trừ b chia cho 2a bằng 3. Và con có phương trình 14 bằng a nhân cho 9 cộng b nhân cho 3. Thì con tính ra được b và a luôn, đúng không? Đấy. Đấy. Rồi. Hai phương trình bằng nhau. Tìm được p và q. Ok không? Rồi, ok ha. Nào. Đấy, chủ công đồng hồ này nắm cái chân này cho nắm cho chắc nha. Nắm cho chắc nha, từ từ để thầy trước khi đó trước khi đi tiếp. À, cái là câu 20. Các bạn phải nắm cái cách này. Bước 1. À, ok. Rồi, bước 2. Đó. Bước 3 rồi. Ok nha. Ok. Nào, trước khi mà thầy bắt đầu đi tiếp, cho thầy hỏi các bạn nào có cách nào nhanh hơn không? Chỉ cho thầy với cái con 21 này, 20 này là các bạn nào làm nhanh hơn được không? Chỉ cho thầy biết. Trong lúc thầy lấy đề. Chỉ cho thầy nhá. Bạn nào làm được nhanh hơn không? Làm bài tập này làm nhanh hơn không? Từ từ để thầy xem mấy bạn làm đúng cái này. Mấy bạn làm đúng rồi. Mấy bạn làm đúng câu này. À, đợi thầy tí. Câu 20 này. Sĩ Điền này con. Rồi, Sĩ Điền, con chỉ cho thầy câu 20 làm sao con làm nhanh được không con? Sĩ Điền, hay là con làm cái cách này, hay là con làm cách nào hả con? Sĩ Điền đấy. Cho thầy biết với. Ok, thầy chờ nha, thầy chờ nha. Ok, hoặc là con unmute đi, con nói luôn Sĩ Điền làm sao con làm cái này được không con? Rồi có mấy bạn làm được nè. Ok nè. Rồi thầy hỏi Linh Đan. Linh Đan ơi, con ra được không Linh Đan? Ủa sao thầy con lấy, thầy thấy con làm đúng mà nè, con 20 làm đúng nè đó. Ok đấy. Nhật Minh là cũng làm đúng này. Các bạn ơi chỉ cho thầy được không? Câu 20 các bạn làm sao? Mọi người làm sao? Các bạn. Thiên Kim này. Ok. Đấy, Phương Nhi này. Mọi người làm sao? Có cách khác không? Ngoài cách này. Ok, tức là phần lớn là mọi người làm cái cách cái cách mà thủ công nông nô của thầy đúng không? Ok rồi, ok được rồi. Nếu mà không có thì đi tiếp. 7:23 rồi, chết rồi, thầy nhanh nhanh nào, thầy đi nốt hai câu còn lại nhé, trước khi mà chúng ta làm bài tập nha. Rồi câu số 22, 21, 20. Ủa mà sao có 20 câu vậy? Ủa phải 22 câu chứ. Chết rồi. Thầy làm thiếu đề à? Thầy làm thiếu bài rồi. Ây da. Trời ơi. Dạ dột quá. À, sorry. My bad nha. Ok. Cái này thầy làm sai. Cái này thầy làm sai. Rồi. Chúng ta làm bài đi. Nha. Chúng ta làm bài. Đọc bằng ngữ pháp. Nha.